đánh mà nó rung cửa luôn quý vị, rung xè xè. Rồi xin chào toàn thể quý vị, các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến quý vị một con âm ly của hãng Sansui, model là 7900 Z. Con này là dòng âm ly hiệu suất cao của dòng Silver nha quý vị. Nó pha lẫn hiện đại và cổ điển đó. Cổ điển với cái đèn màn hình Silver đấy ha. Hiện đại thì nó tích hợp một số cái đồng hồ, cái đèn tia, đèn nước đây. Nhìn rất là đẹp mắt quý vị. Con này để buổi tối quý vị, nó đánh rất là đẹp ha. Những cái đèn nước như thế này. Lòng anh thầm nghe vừa đèn tia mà vừa đèn nước luôn, nhìn rất là đã mắt ha. Ngay cả thể hiện cái volume nó cũng là một cái đèn tia luôn. Chỉ có phần FM AM thì đồng hồ bên đây ha. Này đã vỏ gỗ rất đẹp quý vị, màu đỏ sẫm ha. Con này thì đẹp khỏi chê. Phía sau nè quý vị, rất là keng ha. Đây còn bụi bặm đóng ha, bao ra cái sạch lắm. Số series quý vị 0031, công suất là 370 W, chạy dòng điện 120V và 240V. Vì con này là nó chuyên xuất sang Mỹ và châu Âu, nó không xài cho nội địa Nhật luôn. Sản xuất là để xài cho Mỹ và Âu, cho nên là nó không có dòng điện trăm luôn nha quý vị. Hai cầu loa AB, A cộng B ha, đánh một lượt hai cặp loa, trở kháng 4-16 ohm, trở kháng rộng ha. Con này thì xài chuyên cho thị trường Mỹ nha, nó để 120W đây luôn. Thì bên trong nó có một cái cầu dời để mà chuyển dòng điện đó quý vị. Rất đẹp nha quý vị. Vỏ gỗ rất là đẹp. Chúng ta đang nghe radio nha quý vị. Chiến thắng dịch bệnh trong cái dịch này. Tôi cứ luyến lưu thương nhớ tướng trong Bắc luôn nha quý vị. Bấm sang ngôi nhạc ha. Rồi bây giờ em sẽ dở nội thất cho quý vị xem nha. Đây, con này thì nội thất nó 7 màu ha, ken xà beng hết. Đây, quý vị xem độ đẹp của nó. Mở đèn luôn. Đây, ken xà beng nha quý vị. 7 màu ken xà beng. Tầng phô nè ha, ống ánh sắc xiên ha. Sắc si là trắng, si trắng cho nó trắng phiếu. Con này thì công suất nó đánh 4 con sân can 2 vít, đó là dòng sò hiệu sức cao và cho cái chất âm rất là mạnh mẽ, ấm áp. Và cái dòng sò này thì quý vị biết là nó rất ít kén loa, vì hầu như là những con đánh sân can là loa nào nó tẩn cũng được hết. Những lo lớn, lo nhỏ gì là lo nào nó cũng nuốt hết, không ngại lo nào hết. Quý vị xem là sắc nét vô cùng luôn ha, rất đẹp luôn. 4 con sân can ở đây ha, zin nguyên bản 100% hết quý vị. Con này cực kỳ mới, quá đẹp quý vị. Công suất 370W. Thì con này thì quý vị có thể đánh với những đôi loa cột lớn như thế này. Đôi loa Pioneer V5F này thì công suất nó là 400W mỗi loa. Hoặc là quý vị có thể ghép những đôi 30 của Pioneer, những đôi mà cần công suất lớn như là 180, dòng 180, rồi những dòng JB, những dòng JBL Bass 30, 40 hay những dòng Sequin Vega. Đánh đều tốt hết, đánh đều hay hết. Chúng ta có thể ghép với những dòng đó, Sequin Vega, chúng ta kèm thêm cái vang hát karaoke, hay là những dòng loa cột như thế này chúng ta có thể ghép thêm cái vang để hát karaoke rất là hay nha. Công suất cao quý vị, nhích lên tí thôi là nó đánh nghe
căng đét này, phải giảm bass lại à, đánh rất là căng, rất đẹp luôn quý vị. Buổi tối mà nó xem đèn này tia với cái đèn nước này nhảy rất là tuyệt vời ha. Đó, còn nếu mà mở đài lên là vừa đèn xanh ở đây, rồi đèn đây, đèn này, rồi đèn này luôn. Nhìn nó như cái lung linh nhưng mà cái tầm giá của nó rất là dễ chịu nha quý vị. Con này thì đánh được hầu hết các loại loa, mặt quay nhôm rất là đẹp luôn quý vị. Đẹp sắc nét ha. Chỗ này cái góc này có bóp nhẹ tí xíu ha, nhỏ xíu thôi, tí ti bằng cây tăm thôi. Ngoài ra không có chỗ nào để chê nó được chết quý vị. Rồi, với một con ly đẹp và chất như thế này và cũng là hàng hiếm nha quý vị. Con này rất hiếm trên thị trường ha. Có một số anh em bán nhưng mà hàng này hiện giờ mua rất là hiếm. Rồi, giá của em nó thì bên em bán ra với giá 11 triệu đồng, bao ship toàn quốc cho quý vị và các bạn luôn. Nguyên zin nguyên bản hết nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm mới nhất của cửa hàng Audio Bãi An Giang. Em xin cảm ơn.